Ui. Ôi từ xem lại cái. In the relentless flow of time's continuum, I am the constant that breaks the tide. Ui. Phải nổi các ông ạ. Đây là cái skin ở cấp độ collector ấy à? Hello, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Và ở trong video clip này, Mỡ sẽ mang đến cho anh em những cái skin đã được leak ra hình ảnh ở trong máy chủ thử nghiệm đến từ các YouTuber trên cộng đồng Mobile Legends bang bang toàn thế giới. Và chúng ta sẽ chỉ có một số ít những cái skin được đánh giá là VIP Pro, một số những cái skin ở trong M6 và một số những cái chỉnh sửa liên quan đến cái con Ranger ở trong cái video clip này thôi. Và vì thế cho nên chúng ta sẽ cùng xem những gì mà Moontoon leak ra, Mỡ xin lỗi, những gì mà được YouTuber trên toàn thế giới họ leak ra thì Moontoon đã làm được đến bao nhiêu phần trăm rồi anh em nhá. Lưu ý là ở trong video clip này là Mỡ tổng hợp từ nhiều nguồn như là anh chàng A2Z, anh chàng Aikokao và thậm chí là cả Kazuki Official. Thì anh em lưu ý là đây là những cái công sức cũng như là thành quả của Moontoon và họ chưa đưa ra máy chủ chính thức, bởi vì là có khi những cái thành phẩm này nó chưa hoàn thiện, chưa final. Anh em hiểu không ạ? Chúng ta sẽ cần phải chờ trong thời gian tới, khi mà nó chính thức được ra mắt ở máy chủ chính thức thì chúng ta mới có được một cái trải nghiệm tuyệt vời nhất. Và vị tướng đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng review đó chính là Veil Canceto Blight, cái skin sắp được cho ra mắt của cái vị tướng pháp sư cần được tăng sức mạnh này. Chúng ta sẽ cùng xem hoạt cảnh của cái skin này sẽ là như thế nào nhé. Cái hoạt cảnh của cái skin này làm cho Mỡ đang kiểu hơi chấm hỏi với anh em. Hình như là nó chưa được final thì phải. Bởi vì anh em nhìn cái mạch của cái hoạt cảnh nhá. Đây, đầu tiên là có một cái giọt nước mắt. Có một cái giọt nước mắt từ thánh nữ rơi xuống này. Đấy, sau đó thì rơi vào quyển sách mở ra. Xong tự nhiên cắt cảnh chuyển ra Veil nhảy lên. Nó đang kiểu nó không được liền mạch ý anh em. Nó kiểu gì ý anh em ạ? Chắc là hoàn cảnh nó chưa được final. Đấy, xong tự nhiên cái cảnh đấy không sao nhá. Cảnh này này. Đấy, tự nhiên lại Veil đang ở đằng xa thì lại chuyển cảnh vào quyển sách Veil gặp sách. Và mà rõ ràng ở trước đó là cái animation gặp sách của Veil nó không có cơ. Anh em này, anh em nhìn này, Veil nó còn không có animation gặp sách cơ. Đấy, tự nhiên lúc này Veil lại gặp sách lại thì cái chuyển cảnh nó chưa được smooth. Khả năng cao là chưa được final đến từ nhà sản xuất Moontoon rồi. Này leak ra trước chưa được final rồi, hoạt cảnh cảm giác nó không được liền mạch lắm anh em ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với in game của Veil. Cánh ở hai bên này, bộ quần áo trang phục màu trắng này, xong lại nó có hai cái đàn ở hai bên cánh nữa. Đấy. Đây là hoạt cảnh lúc di chuyển của Veil, thi thoảng sẽ bay ngược ra đằng sau để mà đọc sách. Còn đây là hoạt cảnh lúc Veil đứng yên à, cầm đũa chỉ giống kiểu nhạc công à. Đòn đánh thường của Veil này. Mở sẽ cho tiếng to lên một chút xíu anh em nhá, cho anh em nghe được cái tiếng hiệu ứng. Đây là đòn đánh thương của Veil ơi. Về cơ bản là hiệu ứng đòn đánh thương này nó sẽ khá là giống với cả nội tại của Odette nhá. Chiêu mục của Veil tạo ra hai em tiên đánh đàn cắt gió phát. Nói chung là hiệu ứng của cái skin này đẹp rồi anh em ạ, không có gì để chê đâu. Nhưng mà Mỡ đang thấy hơi cần cấn một tí ở cái hoạt cảnh thôi. Lốc đến từ chiêu 2 này. Mà nếu anh em để ý kỹ là cái chiêu 2 của con Veil nhá, khi mà đến điểm cuối nhá là nó sẽ để lại cái lốc. Đấy, cái lốc này nó sẽ phía đằng sau là nó sẽ có những cái giai điệu. Đấy. Skin này của Veil chắc phải đặt tên là giai điệu cuộc sống cũng được anh em nhỉ. Chiêu cuối của Veil này. Wow, nhanh thế. Xem lại cái phong bạo nào. Có một cái đàn hiện ra này. Sau đó nổ ra một em tiên đánh đàn, hiệu ứng đẹp mà anh em, hiệu ứng này Mỡ đánh giá là đẹp. Nói chung con Veil này Mỡ chỉ thấy cấn cấn duy nhất một cái điều đấy chính là cái hoạt cảnh lúc xuất hiện của nó thôi anh em ạ, còn lại thì Mỡ thấy mọi thứ ok. Ôi, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đây rồi anh em ạ. Đây là cái skin cấp độ collector của anh Alo aka Alot, một cái skin mà nhìn vào artwork thôi Mỡ thấy đẹp vãi cả trường. Không biết là cái hoạt cảnh của cái skin này nó như thế nào để mà xứng với mức chi phí anh em sẽ phải bỏ ra là khoảng 1,5 củ đến 2 củ hoa. Đây chúng ta sẽ cùng xem nhá.
Ui. In the relentless flow of time's continuum. Ui, từ xem lại cái. In the relentless flow of time's continuum, I am the constant that breaks the tide. Ui. Phải nổi không ạ? Đây là cái skin ở cấp độ collector ấy à? Ui, cái hoàn cảnh anh em nhìn gam màu với cả hình ảnh tương phản giữa hai bên trái với phải với cả con Alot trang phục của nó này. Ui, cái skin này mỡ nghĩ là nó phải ngang với cả cấp legend thì cũng hợp lý ấy. Ui, tôi không nghĩ là một cái skin ở cấp độ collector nó lại cho ra được cái hoàn cảnh ngầu như này thôi nhá. Đấy, anh em nhìn cái hoàn cảnh của cái skin này của con Alot so với con vả lẽ mà xem. Nó khác nhau một trời một vực ấy, cái hoàn cảnh của cái skin này liền mạch. Ui, nhìn ngầu vãi cả trường ạ. Vãi nồi. Wow. Ui. Vãi đã. Eternity is the canvas on which. Ui, anh em phải để ý cái thương của con Alot ý. Này, anh em nhìn phải nhìn cái thương của con Alot này. Trời ơi, muốn tu nó chăm chút thì đừng hỏi luôn. Is the canvas on which my legacy. Hiệu ứng biến về này, tóc hai màu, tóc màu đen và màu vàng. Hiệu ứng đứng yên nhập thương vào, đánh thương của Alot. Wow, nice sửa. Đây là đòn đánh thường của Alot ở trong cái skin cấp độ collector của cái vị tướng đấu sĩ này. Mà Alot lại còn khỏe ngon dễ chơi chứ anh em. Hoàn toàn rất là ok trong cái việc mua về để mà chơi. Đây là đòn đánh thương ở cái thương còn lại này. Nói chung là anh chàng A2G này làm chi tiết quá cho nên là mỡ cảm thấy nó hơi bị mất thời gian ý. À, đập chiêu 1 à, đất điệt nứt ra đồ các thứ các kiểu. Giống như kiểu Alo nó có hai cái thương ý anh em. Cái thương dài hơn kiểu thương mặt trời, anh em có thể tưởng tượng đây là thương mặt trời và thương mặt trăng. Thương mặt trời là kiểu chuyên làm những cái việc nặng ý. Còn thương mặt trăng thì nó sẽ giống kiểu lao vào lao viết. Đó. Ê, có một cái nữa anh em có thể nhìn kỹ nhá. Này, anh em nhìn kỹ này. Anh em thấy không? Ở góc dưới đây này, nó có cái nội tại của cái con Alot được khắc trên người của cái con lính Layla ấy anh em. Anh em thấy không ạ? Nó kiểu nửa mặt trăng, nửa mặt trời ấy. Nhìn hiệu ứng khá ok, đẹp. Nói chung là cái skin này đẹp không còn chỗ chê anh em ạ. Không tì vết luôn. Và đẹp nhất có lẽ là cái hoạt cảnh của cái phong trời đến từ cái skin này. Wow. Nói chung là skin này đẹp, chất, ngon. Chiều cuối, ui. Wow, chiêu cuối của Alo nó sẽ có một cái nhịp hiển thị hiệu ứng trước và sau đó nó sẽ quạt hiển thị khung cảnh ban đêm của kiểu núi non mặt trăng à, sau đó nó quạt phát ra mặt trời. Trời ơi, quả hiệu ứng trên cả điểm 10. Đẹp, cái skin này bắt buộc phải mua, có lẽ là skin đẹp nhất ở trong cái dàn collector năm nay của Mobile Legends, mới nghĩ là như vậy anh em ạ. Đẹp phải rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái skin tiếp theo. Đây là cái skin của Basia. Và đây là cái skin theo như mỡ nhớ không nhầm thì nó là cái skin ở cấp độ M6. Nó nằm trong cái gói M6 Pass anh em nhé. Đấy, có chữ M anh em thấy không? Nhìn Basia trong cái skin này trông như đặc công luôn. Để cho to tiếng lên một tí cho anh em xem. Cái skin này thì mỡ cũng không có chia sẻ gì nhiều rồi. Nếu như mà chúng ta xem xong skin của Veil với cả Alot xong nhìn skin này thì chúng ta sẽ thấy được nó cũng làm hoàn thành tròn vai ở cái cấp độ cái skin này thôi. Skin này là cấp độ special anh em ạ. Đó, có chữ M trên khiên này. Và anh em có thể nhìn thấy những cái hiệu ứng thi triển. Đó, chữ M này đứng yên nhá. Ban đầu mỡ tưởng là cái chữ M này nó sẽ kiểu xoáy cùng cơ anh em ạ. Nhưng không, chữ M này đứng yên làm hợp lý hơn. Chúng ta sẽ nhìn thấy được cái chữ M biểu tượng của giải đấu M. Nó hiển thị lên. Bánh lăn cũng rất là đẹp, hiệu ứng cũng rất là ok. Nói chung con Basia này anh em mong chờ gì ở một cái vị tướng đỡ đòn. Hiệu ứng nó cũng chỉ đến thế thôi anh em ạ. Và đây lại là cái skin special nữa chứ. Móc đâu ra đòi hiệu ứng xịn. Đấy, chiêu cuối của Basia này. Để lại cái vùng có những cái kiểu giống kiểu cái mảnh kim cương hay là mảnh thủy tinh, mảnh tinh thể ấy. Nó sẽ khá là giống với cả skin của Aulus. Với cả Kimi đã từng có skin M trước đây. Đó, nó chỉ như này thôi anh em. Rồi, tiếp đấy là chúng ta sẽ đến một cái skin nữa. Đây là cái skin của Banman. Cũng là skin ở trong M6 luôn. Nó là những cái skin ở trong gói M6 Pass đấy anh em.
Nhưng mà nhìn, nếu như mà chúng ta nhìn kỹ cái mặt của anh chàng Batman này nhìn trông có vẻ ngầu hơn thì phải. Đây, nhìn mặt của Batman nhìn trông ngầu hơn anh em. Đấy anh em thấy không, nhìn nó cũng kiểu theo kiểu đỡ kiểu xấu trai ở trong mấy cái skin khác hơn. Nhìn kiểu Batman này nhìn trông ngầu hơn. Ừ, vẻ phản diện thì không mất đi mà nhìn thì nó ngầu hơn anh em ạ. Đó đánh thường của Batman này. Đánh thường sang trái, đánh thường sang phải. Và sau đó bổ trước mặt. Đó. Đây là cái lướt đi của Batman. Ở phía sau lưng của cái skin này có chữ M kìa anh em. Đấy. Và dĩ nhiên đây chỉ là một cái skin ở trong M6 Pass thôi. Cho nên là cái cú lướt bình thường là nó sẽ phải có logo M đấy. Nhưng mà cái skin này nó sẽ không có đâu. Xoáy lốc thì bình thường. Thêm một chút hiệu ứng ở trong cái cú xoáy. Nó là màu xanh, màu đặc trưng của những cái skin của M. Chiêu cuối đập ra chữ M à, đúng không? Ồ. Để đập xem góc này nào, đập ra chữ M này. Đập hủy diệt, chém đoạt mệnh. Wow. Đẹp, nói chung là hiệu ứng của cái skin này nó làm đến như thế này là hết nấc rồi. Cái skin Batman và kèm theo đó là Basia, hết nấc rồi anh em ạ. Và ngoài ra nhá, là ở trong cái video clip này theo như thông tin mới nhận được nhá, là sắp tới cái con Granger ấy nó sẽ được revamp lại, Moon Tune sẽ revamp lại cả 10 skin mà cái vị tướng xạ thủ này nó có luôn. Và có lẽ là nổi bật nhất ở trong cái video clip này, đến từ video clip của anh chàng Kazuki, thì mỡ xin được tóm tắt cái nổi bật nhất của cái con Ranger này là có hai thứ. Thứ nhất là cái nội tại của nó được làm lại ở cả 10 skin, anh em thấy đúng không ạ? Trước là 5 viên đạn nhưng bây giờ đã được chuyển thành một bên là màu xanh và một bên là màu đỏ. Màu xanh sẽ là tượng trưng cho nội tại của những cái viên đạn bản thường, còn màu đỏ sẽ là tượng trưng của những cái viên đạn pháo. Và cái con Ranger, cái tâm điểm mà anh em cần phải quan tâm đến nữa, đấy chính là cái skin Megatron này. Nó đã được làm lại. Nó biến cái skin này của Megatron nhá, đang từ một cái skin hợp tác bình thường. Có thể nói là nó thậm chí còn không bằng skin hợp tác của Xbox với cả Johnson. Nhưng khi mà Moon Tune làm lại xong thì cái skin này sẽ là cái skin VIP nhất của đợt hợp tác giữa Mobile Legends với cả Transformer luôn anh em ạ. Và nó nâng tầm cái skin Megatron của con Ranger này lên một đẳng cấp khác hoàn toàn. Yeah, thì đây là những cái tình huống mà anh chàng Kazuki anh ta đang show off cho anh em thấy là hiệu ứng đến từ đòn bắn thường kèm theo đó là chiêu 1 của cái vị tướng Ranger này. Nhưng mà lát nữa thôi khi mà chúng ta đến với cái chiêu cuối của cái vị tướng xạ thủ Ranger ở trong cái skin Megatron ấy, nó là một cái level khác luôn. Đây, chúng ta sẽ đang xem những cái cú lướt đến từ cái con Ranger để xem cái sự khác biệt không ý. Và chiêu cuối anh em nhìn này, bên trái là chiêu cuối chưa được làm lại. Anh em thấy không ạ? Nó sẽ có một cái viền giống như kiểu gọi là cái hiệu ứng lúc đấy là cái con Ranger đang bắn ulti. Anh em thấy không? Đấy, nó sẽ có những cái thông số viền 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 này. Và bắn ra 3 viên đạn là coi như là chúng ta hết dạng xe tăng. Nhưng ở trong máy chủ thử nghiệm nhá, anh em bắn một viên xong anh em có thể di chuyển đi lại rất thoải mái. Và lúc này thì Granger Megatron nó sẽ auto ở trạng thái xe tăng luôn. Trời ơi, ngầu chưa anh em? Đây mới là những gì chúng ta bỏ tiền ra để lấy được cái skin này đấy game ạ. Quá tuyệt vời luôn. Và trên đây là toàn bộ những cái chia sẻ của bữa ở trong những cái thông tin về những cái skin mới, những cái skin được làm lại, những cái skin revamp mà Moon Tune sắp được đưa vào game ở trong máy chủ thử nghiệm, cũng như là ở trong những cái nội dung mà các YouTuber đã leak ra cho anh em xem. Thì không biết rằng là những cái skin mới này kèm theo đó là những cái skin revamp kiểu như là cái xe tăng của con Ranger Megatron này có làm cho anh em cảm thấy thú vị không? Ông nào mà có cái skin này là chuẩn bị lên hương với đổi đời đấy anh em ạ. Nếu anh em thấy video clip này có mỡ thú vị, đừng quên để lại cho mỡ một like đăng ký kênh nha. Peace.